ông dũng đòi vô ông đã lên rồi đó ông nói là cái người nấu ăn á cho cô phương hằng uống thuốc vậy đó mà uống thuốc gì cái cuối cùng quay lại là lọn thần kinh la ông sùm chửi bắn ông sùm coi chừng lọn thần kinh chừng hả bệnh viện tâm thần thì coi như là là, 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 là Sẽ sẽ cứu những người thần kinh mà 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 nói con nói thì không ai bắt tội cái người thần kinh đó. Thì hôm nay á thì có một cái nhân viên con đi đến đây con gặp lại sư bá Dạ sư bá ơi thì hôm nay thì thầy bên tại mình thì bắt đầu đã đi hành khắc lại Thì cái da của ngài và cái nét mặt thì rất là sáng Nhưng mà thay vào đó thì có một cái vị tên là Nguyễn Phương Hằng Thì lên trên cộng đồng mạng mình nói những cái lời mà rất là khiếm nhã thì hôm nay á, thì mong uh, sư bá diêu viên nói cho mọi người nghe cái câu chuyện này như thế nào á, để uh, mọi người biết mà lo tu tập trong cái thời kỳ này á, sư bá ừ. nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô Bổ Sơn kỳ hương phật thì uh, qua lời hỏi của em á, thì mình cũng xin phép để chia sẻ một số vấn đề đây là cảm nhận riêng của mình nha cảm nhận riêng của mình về câu hỏi đó thì cũng xin trước khi nói thì xin chúc tất cả các cộng đồng mạng các quý vị được thân tâm được an lạc đạo quả cố chuyên cần thì chắc chắn đắc cầu sở nguyện đó là cái câu trả lời nó cũng đi vô cái chỗ mà câu hỏi thì ngài bính tuệ thì ngài tu thì thật sự là là nếu mà nói như ngài thì cũng hiếm có người được tu như ngài rồi không phải việt nam mình không mà cả thế giới thì có một người như thầy minh tuệ còn cô phương hằng thì thật sự mà nói thì việt nam mình kiếm người của cô phương hằng thì cũng hơi khó đó. tại cô cũng làm được tất cả các việc tốt còn những lời nói khiếm nhã này kia kia nọ thì chúng ta liên hệ lại cuộc đời của đức phật hồi xưa thì khi cuộc đời của đức phật thái tử ta đặt ra bỏ đi tu và vô rừng tu bao nhiêu năm đắc quả thì sau khi mà được chứng đắc thì cũng bị yêu quái yêu nữ nó biến thành tiên nữ để nó khảo đức phật nhưng mà đức phật thì vẫn kiên trì bình thường không sao hết thêm cái thứ hai nữa là à, sau khi đức phật đắc quả đức phật đi hoàn pháp đi đạo chúng thì à, Phái bà La Môn là theo uh, chửi mắng uh, rồi cuối cùng là uh, nói chung là tìm đủ mọi cách để phá uh, để phá Đức Phật nhưng mà Đức Phật vẫn là Đức Phật mà bà Đạt Ba vẫn là bà Đạt Đa. Thì uh, theo như vừa rồi những cái lời nói mà của cô Phương Hằng đó uh, tại chúng ta nghĩ xấu thôi chứ thật sự thì nếu mà cô Phương Hằng có nói một người bình thường thì đâu có gì đâu. Cái gì nghĩ đi và nói một vị đó tại vì chúng ta biết vậy thì bây giờ cô phương hằng chính cô phương hằng đang dung phân đang tưới nước đang bón phân cho thầy minh tệ để chi thầy minh tệ không nghe không trả lời và tâm vẫn thanh tịnh như vậy thì chứng tỏ là thầy minh tệ được nhiều người dân ở việt nam và thế giới tán thán là được chứng quả đang đưa mà cô phương hằng đang 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 nói chuyện mà coi như kiếm chuyện với thầy Minh Tuệ lắm nhưng thật sự thì thầy Minh Tuệ có nghe đâu không có nghe mà cũng không phản đối không gì cả nhưng chính chúng ta nghe là chúng ta coi chừng chúng ta <laughs> vô đó chúng ta sai chửi thầy Minh Tuệ mà thầy Minh Tuệ thì thì không có 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 phản đối không gì cả nhưng mà chúng ta lại phản đối thì hơi kỳ à, mình có thể nói như thế này ví dụ tất cả mọi người cho tiền cho tiền tôi đi. ví dụ đó cũng đã từng nhiều người cũng từng cúng dường tôi một vài trăm triệu hay là tiền tỷ đó chứ không phải không đó. ở đây là à, nói ra không phải là mình nói về mình mà hồi xưa tới giờ là mình đã 15 năm nay mình đã không nhận tiền bất cứ một người nào. Đó thì coi như là là mọi người cho mình có khi vài trăm triệu, có khi tiền tỷ cúng dường đủ thứ này chuyện cái nọ, mà cuối cùng mình đâu có nhận. thì mình không nhận thì tiền đó trả giá cái gì em ừ. tiền đã trả gì có phải là người ta cho mình mình không nhận tôi không nhận thì tiền đó trở về người ta thì cô phương hằng cô chửi cô nói thầy minh Trời mà thầy minh Tài không nhận nó trở về cô phương hằng ừ. đúng không nhưng mà chúng ta đừng đừng dội đừng dội là, là đánh giá hoặc là đừng dội là 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 coi như là phản biện hay là à, hay là chúng ta có những lời nói nó không được hay biết đâu đó là một cái bài thi một cái bài thi nhưng mà cô phương hằng có nói như vậy thì hình như là cô không sợ là cô mới nói cô không sợ mới nói thì như vậy thì nếu càng nói nhiều càng la nhiều càng nói thầy minh tuệ nhiều mà thầy minh tuệ không trả lời không gì hết thì cuối cùng là thầy minh tuệ đắt cao hơn nữa đắt quá cao hơn nữa bây giờ quý vị nghĩ thì từ xưa đến nay quý vị cứ liên hệ kỹ lại tất cả mọi vị nào mà hơi là sân si ái ố giận hờn chửi mắng ganh ghét mọi người thì như vậy quý vị thấy những người nào có người nào mà mà được đắc phảo quả phật không nếu mà giận hờn ganh ghét chửi mắng hay là cự lộn cãi lộn này kia nọ thì đâu có người đặt quả phật thì bây giờ sư minh tệ đang hành các pháp môn là thường thường có cái câu nói là tu là đuôi câm tiếc ngu khờ dại sư minh tề đang giả là giả khờ giả dại giả ngu giả câm giả điếc ta tu mới thành quý vị thấy không sư minh tề hiện tại giờ này ngài đã buông tất cả ngài là tứ đại dây không không nhà không đất không xe không cậu không dụng không giường không vợ không con kể cả tất cả ngày được không ngày chỉ có cái ôm của đình bác để đi mình bác của ngài là bằng cái nồi cung điện để ngài đi hành ngài đi phát thực ngài đi xin ăn mà xin ăn là cái một cái 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 một cái hạnh là coi như thấp nhất một cái người thấp nhất là thính ăn là gọi là cái ban đó mà ngài sư minh tuệ đã hành tới mức độ đó là thành ăn mài mà còn không ngại mà mắc cái gì mà mà, mà giận bà mà, mà ganh gác thì như vậy thì minh tuệ là không trả lời không gì hết thì phải là đắc quả không đắc. chắc có lẽ là đắc quả đó quý vị mà cả thế giới đều vậy còn chúng ta mà à, phản đối tại sao thầy minh tuệ xưng bằng con không không hề nói là thầy minh tuệ không hề nói là nhận là thầy của ai mà cũng không nhận ai là đệ tử mà mình lại nói là ờ thầy của tôi rồi à, à, tôi là đệ tử của thầy thì hình như hơi sai hơi sai sao đó tôi thấy nó hơi kỳ kỳ mà chữ thầy minh tệ thì tự minh tệ không giận không ganh không ghét thì mà không gì hết mà tự nhiên mình nhảy vô mình thấy nó hơi kỳ kỳ thì coi chừng á coi chừng đây là một cái chiêu một cái trường hợp cô minh phương hằng cổ nói lên để cho chúng ta nhảy vô coi sao mà người tu á thì phải dẹp bỏ cái tham sân si mà khi mà à cộng đồng mạng tất cả quý vị ở ngoài đời sam thân si thì cũng không nói gì nhưng ngược lại những người tu chúng ta mà nhảy vô tham gia cho chỗ này rồi sân si ha rồi uh, ganh ghét rồi nấu những này này kia nọ có người chữ cô phương hằng quỷ dương này kia nọ rồi tái thế kia thôi chúng ta đừng nói đó là khẩu nghiệp nha khẩu nghiệp nha quý vị đó là khẩu nghiệp khi chúng ta nói ra hai lời nói thì hai bên dây giác có long thần hộ pháp long thần hộ pháp đã chứng đã ghi sổ chúng ta tốt cũng ghi mà xấu cũng ghi thì cái tham sân si chúng ta dẹp bỏ đi mà dẹp bỏ cái tham sân si thì nó sẽ hiện ra là cái tứ nguyên nguyên nghi quý vị thấy không 32 tướng tốt rồi 80 vẻ đẹp rồi đó à, là, là 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 của đức phật đó thì đâu có còn tham sân si là gọi là cái cái tứ quy nghi nguyên nghi không thể tưởng tượng mà đẹp rồi bắt đầu là à, như vậy chúng ta mới à, gọi là cái câu là um, tướng tương tự tâm sanh. Tâm tánh nó sanh ra mới hành động thì à, sư Minh Tuệ được cái tướng như vậy, được tướng hảo quang minh được cái mọi người tôn trọng mà cái tâm của sư Minh Tuệ không còn gì nữa thì sư Minh Tuệ mới được là cả thế giới, cả đồng bào đều uh, tất cả mọi người được công nhận À, là công nhận là sư minh tuệ là một vị gọi là có lẽ là phật sống đấy ừ. vì chưa có người nào còn cô phương hằng có nói như vậy thì chắc có lẽ tôi nghĩ rằng là cô phương hằng đã có đã có một cái chủ đề để coi dạch trần ra những người nào tham sân si như thế nào có khi mình nhảy vô mình sân si mình nói ai ố này kia nọ nhiều quá bởi vì uh, khẩu nghiệp của ai nói thì người đó chịu như cô phương hằng có nói như vậy thì khẩu nghiệp hay là cũng có khi là trước đây thầy minh tuệ với cô phương hằng đời đời kiếp kiếp nhân quả trước đây thì như vậy thì bây giờ nói gì mình nghĩ là nếu cô phương hằng nói xấu mọi người Nó chửi mọi người sao mà không nói mà chỉ có thầy minh tuệ thì cũng như vậy chúng ta là hình như là trọng phú khinh bằng mà trọng tăng khinh chúng coi chừng là trọng phú khinh bằng mà trọng tăng khinh chúng nếu cô phương hằng chửi ai cũng được hết không sao mà chửi thầy minh tuệ là không được như à, vậy là không được bị con người chúng ta đầy đủ mà à mà 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 coi như là cái câu là ai chửi mắng thì ta giả điếc đợi cho người hết giận ta khuyên đó chữ nhẫn quà ta giữ đầu tiên à, thì đâu có mang câu thù quán không mà nếu trường hợp chúng ta mà 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 cứ sân si ái ố vô chỗ đó hoài cái chuyện đó chuyện của cô phương hằng và chuyện của thầy minh Thời, mình đừng dính vô cái gì đó. à. mình dính vô cái chừng nhân quả đó. mình dính vô luôn à, mình binh chi binh làm gì bởi vì ông phật ông đâu có cần binh mà thậm chí ông phật cũng trước đó ông biết nhân quả của ông mà cung tên bắn ông ông cũng chấp nhận mà chứ chảy máu cũng chấp nhận mà đâu có có có, có phản kháng lại đâu mà tại sao mà có chút xíu vậy chửi mắng la lối nói vài câu thôi có gì đâu mà, mà ảnh hưởng gì cũng vậy thì mong rằng là, 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 là chúng ta đừng tham gia vô nó không tốt à, lỡ sau này có chuyện gì thì khó lường lắm lỡ thí dụ mà tôi nói chính quyền địa phương mà công an có mời mình à, lên rồi người ta hỏi ủa cô phương hằng cô chửi ông minh tệ mà đâu có dính tới mình tại sao mình sát rồi mình chửi lại à, quý vị có nghe cái từ chửi lộn không cái từ chửi lộn không cái chửi lộn là gì là khi cô phương hằng Cô chửi cô mắng ông Sư minh tệ thì cái chuyện đó có hai người tại sao mình nhảy vô là mình chửi lộn không cô đâu có chửi mình đâu chừng nào chửi mình mình chửi lại chưng mà, mà chưa lại thì đó là mới chữ đúng còn này chữ lộn có thấy khá không ở đây tôi nói thì chắc có lẽ là cũng nghịch lỗ tai Cũng gì đó cái gì không đồng ý đâu có cũng có số người là phản cảm không đồng ý đâu nhưng hãy hãy coi lại đi ông Phật nói là ta là Phật xã thành đã thành thì chúng sanh là Phật xã thành như ta thì chúng ta coi là cái Phật tánh đi xã thành là gì là cái Phật tánh Phật chúng tánh chúng ta mà không giữ cho nó nó, nó yên lặng trong đó không chịu để cho nó lắng yên tìm ông chủ nhân ông của mình ông chủ nhân ông của mình ông sẽ điều khiển uh, cái 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 tinh thần trí tuệ của mình Rồi đỉnh vô đúng ra cái chuyện này thì tôi không nói nhưng mà tại em hỏi thì mình phân tích thì mong rằng tất cả uh, các vị chúng ta thì 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 hãy cố gắng hãy cố gắng giống như cái bài thơ mà uh, tôi hay ngâm ngâm cái bài thơ này có lẽ mình chia sẻ ngâm ngâm tí cho quý vị nghe Người kia nóng giận nói ào ào Chẳng lẽ ta đây cùng thế sao Họ đã cọc cằn thêm ta nữa Thành ra ta họ giống như nhau Bởi thế nên ta cứ mỉm cười dù ai nói bậy vẫn vui tươi mắt tình ai cố tâm gây sự Ta vẫn yên vui giữ nụ cười Quý vị thấy không? Thầy Minh Tại lúc nào cũng nở nụ cười Lúc nào nụ cười Cười liên tục Có lúc đó, có người Thầy Minh Tại mà đi khắc thực Nó bị người ta đánh đó Bị chảy máu đó Thầy Minh Tại vẫn cười Không gì hết thì à, à, có lẽ là nhân quả của ai thì nấy chịu. Nhưng mà tôi chỉ muốn là chia sẻ nói rõ hơn một điều là chuyện đời chứ nói làm chi, việc mình mình biết, thế là người khôn. Hay là trong 10 điều khuyến tu của Phật Thầy Thái An có điều thứ nhất là điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ lòng trung kiên muôn thở còn nêu. Dù ai nặng nhẹ trăm điều quyết không bỏ lý cao siêu của thầy quý vị nghe những lời nói mà cô phương hằng nói thầy minh tệ nặng không nặng dữ lắm đó dù ai nặng nhẹ trăm điều quyết không bỏ lý cao siêu của thầy thì có nói cỡ nào đi nữa thầy minh tệ cũng tu hả thầy minh tệ cũng cứ dẫn dân như vậy thôi là chân lý của đức phật thầy minh tạo cứ là a di đà phật nam mô a di đà phật mở miệng ra nam mô di phật thì không quyết không bỏ lý cao siêu của thầy muôn thử thách đang dây con đó có người nói đức thầy minh tệ đã thành phật có người chưa thành phật thì bây giờ muôn thử thách đang dây con đó đang dây thầy minh tệ nào là ra đường biết bao nhiêu người nào là săn đón rồi có người nói xấu có người thì lại có người thì đứng chờ có người cúng dường là muôn thử thách đang dây con đó bây giờ cô phương hằng lại nấu nữa nó nặng nữa là cái nọ là muôn thử thách đang đó vậy không đó chớ nặng lòng công khó tiêu tan thì công khó của thầy minh tệ từ trước giờ quá trời mắc cái diện và sân lợi tiêu tan hết sao việc chi còn ở trần gian là điều quyển hoặc chớ mang trong lòng thầy minh tệ không có mang mà mình mang cái gì <laughs> giống như em, em hỏi mỗi tôi cái vụ mà cô hằng hỏi tôi nói ừ cái đó vậy đúng sai là chết là không được yeah. người tu không đúng không sai không giận không hờn, không ganh, không ghét Thì uh, Nếu mà như vậy Thì ví dụ như con uh, Muốn cúng dường uh, sư bá Ví dụ như 100kg gạo đi ừ. Mà nếu mà sư bá uh, không có nhận Vậy ừ. là có phải là 100kg gạo con đem về đúng không sư bá Đúng rồi, chính xác Mà không phải là con nói ví dụ Mà ở đây rất nhiều Rất nhiều người cúng tiền Để hàng trăm triệu, có khi để hàng tỷ bạc Cúng dường cho sư bá uh, Mà sư bá không có nhận thì cuối cùng ta phải đem về ta đem về thôi mà đem về thì có một vừa rồi có một người kia cúng cho tôi 300 triệu 300 triệu cái tôi mới không nhận thì ép tôi nhận tôi nói thôi bây giờ vậy nè tôi không nhận nhưng mà tôi chỉ cho quý vị tôi chỉ cho quý vị làm cái cách này là tốt nhất mà coi như là là là, là à, thực tế nhất mà à, coi như là có lẽ là được ơn cho chứng chứng liền rồi hỏi tôi làm sao nói bây giờ quý vị nghĩ ở nhà quý vị quê ở đâu ở sài gòn ở sài gòn ở thủ đức mà như vậy ở sài gòn thủ đức ở chỗ đó có người nghèo không nói có nhiều lắm vì tại sao không cúng cho anh ta không mua gạo cho anh ta không cho những người nghèo đó mà lại cho tôi thôi bây giờ quý vị cho tôi thì tôi khuyên quý vị làm cho tôi một việc quý vị cầm một trăm ba trăm triệu này về quý vị đưa một trăm năm mươi triệu vô cửa hàng gạo bán gạo đại lý bán gạo và kêu đại lý bán gạo là coi những em bé nào thường đi mua gạo mà một ký hai ký nửa ký nhiều lắm là ba ký thì chứng tỏ những người này rất nghèo rất khổ thì tại sao mình không làm chuyện đó ở địa phương mình Nhất cận thân gì cận lăn bà con xa không bằng nói gì cả. thì quý vị đưa như vậy cho cái cái dựa gạo và dựa gạo làm như vậy âm thầm lặng lẽ nói là không được nói tên của gì mà cũng không được nói tên tôi thì như quý vị thấy đi nếu trường hợp bố thí ba la mật bố thí vô quý thí hay là thi ăn bắt cầu báo thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là là một điều là những người nghèo những đứa em bé những người đó được hưởng một cái cảnh vui vẻ lịch sự nhưng mà nhắc người ta cửa hàng gạo nhắc là khi mà ăn cái gạo này lấy được cái gạo này nhớ về niệm phật vì cái người người ta cho người ta kêu mình niệm phật cố gắng niệm Phật thì vậy đó thì quý vị thấy rõ ràng không có lợi ở không thì cái 150 triệu triệu đó thì khi đem về đưa cho cửa hàng gạo thì cửa hàng gạo xong đàng hoàng cho hết rồi lại báo cho cái vị đó biết là không đủ bây giờ tôi phải bỏ vô hết 6 triệu để tôi cho nó tại vì nhiều người xin quá quý vị thấy một việc làm là nhẹ nhàng không quá nhẹ nhàng không đức không còn 150 triệu đem lại cái tiệm tập quá đưa tiệm tập quá là coi mua mì gói cho những em bé từng đi mua một gói hai gói ba gói năm gói là nhiều nhất thì những người này rất khổ rất nghèo nghèo dữ lắm mà đừng nói tên của người cho và quý vị cũng đừng nói quý vị cho thì quý vị nghĩ rằng đi những em bé như vậy như thế nào mừng không mừng quá chứ vô quý thí. gọi như làm bằng cái không không còn biết thì quý vị biết đi thì cuối cùng cái cô đó lại báo lại là cái vựa mì gói cũng lại đột bù vô 6 triệu để cho cho những người đó nữa nhiều quá nhiều người sinh quá thì quý vị biết rằng nếu trường hợp chúng ta làm vậy thì nhiều người vui không thì sư minh tuệ giàu cho sư minh tuệ không cho ai cái gì nhưng sư minh tuệ chỉ cho người ta nam mô a di đà phật thì lặng lẽ âm thầm thì cái chữ nam mô di phật mà tất cả mọi người đều ngộ điều ngộ mà ngộ đến mức độ là người ta đến chỗ gia lai đem hàng trăm tấn gạo rồi hàng trăm hàng ngàn cái món quà từ thiện đủ thứ để cho dân nghèo ở đó người khổ ở đó nhận thì quý vị thấy hay không âm thầm lặng lẽ cho thì chúng ta làm cái âm thầm lặng lẽ như vậy tốt không được đó quý vị à hãy làm đi chứ còn mà làm uh, nào là nêu tên tôi nêu này nêu kia tùm lum tùm lá không được hay đâu bởi vì mình cho người nghèo thì ăn thi ăn bắt cầu báo mà đâu có cần người nghèo phải trả lại cho mình Đâu cần người nghèo cho là cho mình mình làm sao mà trong phật tâm phật tánh của mình mình làm vui vẻ mọi người vui vẻ là được rồi đó thì mình muốn chia sẻ như vậy là âm thầm lặng lẽ mà làm còn cô phương an thì rõ ràng cô đâu phải là ít đâu cô đã cho rất nhiều từ quỹ mẫu tim từ oxy từ nước từ này kia nọ nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm bây giờ tại sao mình lại nói cô phương hằng chửi gì là xấu không phải xấu đâu tại sao mình ra đường mình nói người ta xấu không phải xấu đâu nhưng mà mình phải nghĩ rằng người đó chưa được tốt. Vì sao? Vì trường hợp chúng ta nói người đó xấu. Hay là người ta nói mình chọc. Mình biết cái chuyện đó xấu. Mà muốn mình làm, mình làm không? Muốn mình làm, mình làm. Chắc chắn không làm. Dầu cho muốn tiền nhiều, nhiều không làm. Thì người đó không phải xấu mà chưa được tốt. Có khi là sau khi cô Phương Hằng có nói cái này. Rồi xong cổ về cổ sám hối. Cổ quay về cổ tu cũng chứng đắc sao? Giống như bà Rằng Đa cự chửi sư minh Tệ chữ đức phật rồi rồi kiếm diện với đức phật nhưng cuối cùng bà đắc đá cũng đắc quả đó cũng chứng bà đó yeah. hả có khi cô nói lên về rồi mọi người nói rồi cô phía cô về cô nằm cô ngủ hay là uh, được mở mang trí tuệ nữa Rồi cô quay về cô tu sao yeah. hả mình đừng nói vậy đừng dội nhìn cái gì mà người ta đang nói hãy tìm hiểu những kỹ những việc người ta đang làm người ta đang làm như vậy còn cái chuyện đó là à, nếu mình hãy nghĩ sư minh tuệ không phải là à, phật sống không phải này kia nọ thì đó là bình thường chứa một người bình thường nhưng mà tại vì mình à, nghĩ là sư minh tuệ là một vị phật à, là một vị thầy của tôi một vị này kia nọ thì cuối cùng là chúng ta dính vào chỗ đó chúng ta sân si đó vô chỗ sân si rồi phản đối cô phương hằng rồi nói cô phương hằng này kia kia nọ đúng không? thì rõ ràng nhưng mà cũng có khi đi. ông dũng là voi ông đã lên rồi đó ông nói là cái người nấu ăn á cho cô phương Hằng uống thuốc gì đó mà uống thuốc gì cái cuối cùng quay lại là lọn thần kinh la ông sùm chửi bắn ông sùm coi chừng lọn thần kinh cũng chừng hả bệnh viện tâm thần thì coi như là là là, là, là sẽ sẽ cứu những người thần kinh mà 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 nói cô nói thì không ai bắt tội cái người thần kinh đó không ai bắt tội cái người bị thần kinh à, quý vị cứ nghĩ rằng đi bây giờ nếu trường hợp sau này có gì nữa thì hình như nếu mà cô vương hằng không 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 thần kinh không bị thần kinh thì không ai bắt tội đó à, bây giờ thấy quý vị thấy không à, trong trong tù không có nhốt cái người nào bị thần kinh đó. à tất cả các trại giam không ai nhốt thần kinh đó. thì bây giờ nếu mà cô vương hằng bị thần kinh sao biết đâu nhưng mà thần kinh rồi cũng có lúc chữa bệnh được <laughs> chữa hết hết tu sao? Yeah. không Bây giờ yeah. cổ đang vậy cổ bị thần kinh rồi mới mốt chữa hết đi hết rồi cổ tu sao? Không biết được đâu mà cổ tu là chắc à? Bỏ giáo thành đa buông ra thành thật Quý vị phải nghĩ kỹ cho này ăn cướp mà buông ra thì thành thật nhưng cuối cùng quay lại mà chúng ta tu lâu quá chữ tu liền với chữ hành nếu ai hành tốt biến thành chữ tu có một câu chuyện là à, ông sư ông tu được mấy chục năm khi ông đi lãnh đảnh lễ đức phật để phật chứng thành phật nhưng ngược lại thì ông đi dọc đường thì gặp một ông ăn cướp hỏi là à, vậy thì đức phật chứng cái gì đức phật nhận cái gì thì ông sư nói là đức phật chứng lòng thì ông, ông 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 sư ông tưởng là chứng lòng là là là, là chứng cái bộ lòng thì ông không cốt ông mới mổ mổ cái bụng ra mổ cái bụng ông ra ông lấy bộ lòng ông gỡ cho ông sư rồi ông sư cầm đi cầm đi trong vòng mấy ngày nó thúi chịu nổi ông sư mới đem ra máy xong ông sư dục mà dục rồi thì lên kêu đức phật nói xin đức phật chứng là chứng chứng đắc thì đức phật nói trong thời gian mà mà ngài đi như vậy đó thì có ai gửi gì cho tôi không thì ông sơn nói dốc ông nói không hm có ai không ai gửi thì đức phật nhắc lại vậy chứ các ông cướp gửi cái bộ lòng cho tôi sao ông dám mổ bụng người ta ông dám mổ bụng ông để ông cúng dường cho phật bằng cái, cái tấm lòng của ông ông chấp nhận sợ chi mà cuối cùng quay lại là sao Bây giờ cuối cùng quay lại tự nhiên à, Có cái thú chút xíu ông chịu không nổi Trong khi người ta chết ta dám chết Mà thú chịu không nổi thì sao Thì cuối cùng quay lại thì Thôi giờ ông muốn tôi chứng ông thành thật Ông về dưới ông cái kiếm đi <laughs> Là cái chỗ ông dục á Bộ lòng á Ông kiếm cái cái, cái bộ lòng đi Rồi lên đây tôi chứng thành thật Thì cuối cùng ông quay về Ông sư quay về để kiếm cái bộ lòng thì kiếm bộ lòng thì nước mà có gì biết mình thẳng xong rồi nước chảy dòng nước nước rộng nước lớn nước rộng lớn cho lên cho ra rồi có khi thúi rồi xuống dưới người ta ăn cá tôm nó ăn hết rồi giờ sao thành ra là ông thư phải ngồi ở chỗ đó quá thân thành mình bịp á mình bịp mà kêu cứ nước lớn á thì kêu không kịp không kịp không kịp à, ông kịp ở đâu rồi thì cuối cùng quay lại là ông kịp thì à, rõ ràng là à, nói rõ là ví dụ bỏ giáo thành đa buôn ra thành phật thì ông ăn cốt ông vừa mổ bụng xong hoặc là ông đã được chứng lên tới chẳng là à, Bước đức phật đã chứng lòng rồi chứng thành phật rồi nhưng mà ngược lại bây giờ là à, có khi mà, mà, mà chúng ta tu nhiều quá chúng ta ấy rồi bắt đầu nhảy đâu cái nhiều cái việc mà nó không hay thì ấy giống như mà đâu có nói à, à, có khi mình thúi mình chịu một chút cũng nổi nhưng mà Có những cái người mà mà, mà, mà sống ở trong uh, bãi rác nè ha hay là chui xuống uh, hầm mốc cống nè À, hay là những người đổ rác đi cái thúi không thúi hôi dữ lắm đó nhưng mà ta chịu đựng được người ta làm được cái việc đó gì việc tốt cho xã hội à, phi mình ngủ cho ngon này kia nọ nhưng mà phiên người ta thức dậy người ta đi đổ rác người ta đi hốt rác sáng mai cái đường sạch sẽ à, cái ống cống bị nghẹt quá trời à, những người ta chui vô ống cống người ta móc này kia nọ nó thúi nó hôi đó nó thúi nó hôi nhiều lắm nhưng mà cuối cùng quay lại, người ta làm được cái việc là gì mình được sung sướng mà người ta hưởng con chút à đồng lương à. à cái này nói ra là không phải nó tào lao nhưng mà Ừ, rõ ràng cô xuân hằng cổ có nói cái gì đi nữa thì đó là chuyện của cô phương hằng và ngài thích minh thời không dính tới mình nha quý vị không dính tới mình đâu nha thì rõ ràng là quý vị phải hiểu rằng à, thôi à, chuyện đời cho nó làm chi việc mình mình biết thế là người khôn nam mô a di đà phật rồi em có hỏi gì nữa hỏi tiếp thì uh, sư bá ơi, con uh, muốn hỏi sư bá cái này nè. Thì uh, nếu mà mình có trong lòng mình còn tham, còn sanh, còn si thì liệu mình có được thành Phật không? Thì mong sư bá giải cái đề này cho mọi người nghe. Thì đơn giản thôi quý vị nghĩ đi. À, hồi đó giờ mà nếu mà liệt kê mình xem mình, mình 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 tìm hiểu sâu về hồi xưa tới giờ các vị thành Phật không có vị nào tham sân si. Không có vị nào giận hờn ganh ghét. Bây giờ nói vậy thì mình nói câu nói này nè tại sao là 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 cái câu cuối của của cái bài cúng của bên Phật giáo hòa hảo mà đức thầy dạy là là cuối kính dân hương trước cổ quyền cầu trên thất tổ chứng lòng thiền nay con tỉnh ngộ quy y Phật chí dốc tu hiền hiền tạo phước duyên thì cái chữ hiền này là nó hiền mà nó hiền không thể tưởng tượng tiền người ta đem vô chùa cúng cho tâm bảo cúng cùng công đức cúng thùng phước thiện phước điền này kia nọ nhưng ngược lại thì ông phật ông đâu có lấy ông xài nhưng tới ngày thì đầy quá rồi các vị chúng ta thì không thể đẩy đầy nữa chàng bỏ không được thì lấy ra lấy ra đem vô thì cắt ra mà tiền của ông phật cúng cho ông phật mà mà mình lấy ra ông phật cũng đâu có nói gì đâu ông đâu có biết ông hiền quá trời đúng không dạ đó thì cúng cho ông Phật mà cuối cùng à, ông Phật à, ông không có nhận à, thì cái người khác lấy người khác lấy đem vô mà có khi chia không đổi điều á à, làm này kia nọ rồi cắt có 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 nhiều trường hợp mà cắt rồi đó bị mất tiền á rồi la quán lên bị mất tiền mất này kia nọ à, cuối cùng quý vị thấy không hiền mà đến mối động mà hiền không thể tưởng tượng thì hiền mà tiền cho ông Phật ông Phật ông, ông ông lấy gì hết mà các vị khác xài rồi xài xong Hoàng mất rồi la lên ông chụp mà ông hiền ông đâu có nói gì đâu gọi là im lặng là vàng đó quý thì bây giờ cái tiền nhiều quá đem cái tiền đó đem mua vàng được á mà đức phật á thì mặc chiếc áo màu vàng phật Thích ca mặc áo màu vàng nhưng mà là vàng mà hiền mà hiền với ông phật vậy đó ha, hiền thấy sợ và làm sao làm sao thấy sợ như ăn cốp nè ăn trộm nè ha, xì kem ma à tí nè mà những người đó mà bây giờ mà nói dốc nói láo hay này kia nọ kêu mà vô ông phật thề đi đâu dám hôi sợ lắm sợ không thể tưởng tượng ông đâu có nói gì đâu nhưng cuối cùng quay lại là sao là vô ngay tam bảo mà đứng mà thầy không dám thầy mà sợ gọi là hiền thấy sợ mà ông phật cũng đâu có nói gì đâu ông cho tiền ai đâu mà ai cũng đi xin ông thiệt à cúng ông phật có trăm hai trăm ngàn ông phật dễ trái cây xin quá trời <laughs> ông phật không có nói gì đâu trời ơi không lẽ giờ mình nói sao mà quý vị xin tôi nhiều quá vậy? ông đâu có giận không có hờn không có ganh không ghét mà ông thương tất cả thì quý vị nghĩ đi nếu từng học từ xưa đến nay có người nào tham sân si mà thành thật được không liệt kê lại là thái tử tất cả đa tu chứng quả đắc thành thích ca là không tham sân si thứ hai là phật hoàng trần nhân tông đã bỏ ngôi dạng đi tu thành phật thứ ba là Phật thầy Tây An Quý vị thấy không Phật thầy Tây An có tham sân si không thành phật Đức Phật chồng cũng thành phật cũng tham sân không tham sân si sư giải bán khoai hay là à, Đức bổn sư cũng không có tham sân si và cuối cùng là gì Đức Quỳnh giáo chủ Quý gì thấy trong cuốn sấm giảng sáu cuốn nhậm có cái nào mà tham sân si không có cái chữ nào tham sân si không hay là cái câu mà cuối cùng là chí dốc tu hiền tạo phước duyên thì chúng ta cố gắng chúng ta tu làm sao hiền mà hiền thấy sợ hiền như ông phật vậy hiền quá trời của đất hiền không tin nổi hiền không thân được thì chữ hiền này mới là thành phật mà tại chúng ta cố gắng tạo đi công đức cho nhiều đi thì nó sẽ có duyên gặp ông phật hay là sẽ có duyên thành phật đó thì quý vị nghĩ đi giống như mà mình nói câu nói này nè câu này phân tích hơi sâu nhưng mà có lẽ là À, theo tôi nói ra chắc có lẽ là quý vị cũng à, khó có đồng ý mà đồng ý hay không thì cũng không sao bây giờ mình mới nói mà cái này là à, tự mình ngộ ra được nha. quý vị tu làm sao mà không còn một người bạn mới là tu à, cái chỗ này chẳng lắm nha tu làm sao mà không còn một người bạn mới là tu thì tôi mới vừa rồi năm mấy vị vừa rồi ngày thái tử tác hạc khi ngài chưa đi tu là còn bạn còn thái tử này thế kia nhưng ngài đắc quả rồi không còn một người bạn kể cả vua cha phải kêu bằng phật vua mẹ cũng kêu bằng phật và vợ dạ của thái tử cũng kêu bằng phật con của thái tử kêu bằng phật không còn người bạn nha thứ hai là phật hoàng trần yên tâm khi ngài đắc quả rồi có ai là bạn đâu thứ ba là phật thầy tây an cũng không ai là bạn kể cả về đức Bổng sư phật chùm cũng không ai là bạn mà đời cuối này là đức quỳnh giáo chủ có ai nói là bạn không hay là đức thầy không à thì bây giờ sư minh tuệ đang không còn một người bạn quý vị nghĩ kỹ nha không có ai hiện tại giờ kêu minh sư, sư minh tuệ bằng bạn hết không có bạn kể cả tôi đã ra tới nơi và ba cô sư minh tuệ vẫn kêu sư minh tuệ bằng thầy mẹ sư minh tuệ vẫn kêu sư minh tuệ bằng thầy bằng thầy và tất cả mọi người kêu đi cứu bằng thầy thì bây giờ Việt Nam mình có người nào gọi là sư minh Tại là bạn không tu làm sao không còn một người bạn mới là tu nha quý vị <laughs> thì cái đây mình nói cũng hơi chứng lỗ tai nhưng mà quý vị xem kỹ lại đi tất cả các vi phật đức đắc quả không người nào còn bạn và sư minh tuệ không còn người bạn là là đã đắc quả rồi đó quý vị kể cả cha kêu bằng thầy mẹ kêu bằng thầy mọi người kêu bằng thầy đó thì cái câu này nó hơi lạ lạ ha hồi đó giờ chưa ai nói à, tu làm sao không còn người bạn mới tu thì bữa nay mình ví dụ một người đó là sư minh tuệ không còn người bạn còn cái chuyện mà mà, mà à, tu như thế nào thì mình coi cách hành của ngài mà hành ngài của ngoài là không ai hành nổi ăn một ngày một bữa đi bộ một ngày bao nhiêu cây số mà gọi là sức khỏe bây giờ bác sĩ lại không xác định được là như thế nào rồi thêm cái thứ hai nữa ngủ thì ngủ nhà quan mà ngủ nghĩa địa rồi thêm một điều nữa là ngài không nhận bất cứ cái gì cả đặc biệt là ngủ ngồi cả thế giới này chưa có người ngồi còn nếu mà ai nói là có người ngồi thì được thì được tốt cũng sao nếu mà nhiều người ở thế giới này mà được nhiều người như sư minh tuệ thì tuyệt đỉnh lắm quá tuyệt đỉnh nó mà ngày ăn một ngày một cử thì ba hai cử kia là để lương thực lại nhiều lắm đó ví dụ con người chúng ta bây giờ một năm sản xuất ra được Ví dụ là một ngàn tấn lúa đi, hay gạo đi thì chúng ta ăn ba cử thì nó hết ngàn tấn này mà ăn có một cử thì coi như ăn mất hết ba trăm tấn <laughs> nó còn dư tới mấy trăm tấn không vậy ha ai chắc có lẽ là à, có thể mình nói chuyện gì khác chứ còn sư minh tệ với cô phương hằng hoài mình thấy nó hơi kỳ kỳ sao đâu dạ. rồi cuối cùng quay lại tôi nói tôi không xí vô mà tôi đang xí vô nhưng mà tôi xí vô là gì để nói cho chúng ta thức tỉnh chúng ta hiểu đừng bao giờ đừng bao giờ sân khí với người khác dán chặn giống như hạn chữ lộng thì bây giờ cái người kia chửi tôi thì tôi im luôn tôi không nói gì tôi về tôi nói cho vợ tôi nghe Vậy vợ tôi nghe lại nói cho con tôi nghe rồi con tôi nghe bắt đầu ra cái chữ ông kia Phải chữ lộng Thì bây giờ cô Phương Hằng có chửi ông Xuân Minh Tệ Thì cái chuyện chửi Minh Tệ thì cãi đi Mắc gì Tự nhiên cái mình nghe cái Mình đem, mình nói chồng nói con nói Cái súng nhau chửi lại bà Phương Hằng Là phải chữ lộng Có chừng lộng anh gì dạ. Có chừng lộng ha Rồi anh gì nào phải thì thôi bây giờ à, Có một cái gì khán giả cũng à, Nói chung là không gọi là nguyện ước Thì nói như thế này nè sư quá thì phải là phật ở đâu thì ma dương ở đó không thì hôm nay mong sư bá giải cái đề này nữa tại vì nó tiếp theo cái chương trình đó mong sư bá diêu viên giải cho mọi người nghe dạ. Yeah. thì hồi xưa đức phật mà, mà, ngồi thiền 49 ngày thì yêu nữ nó quán thành tiên nữ quá thành tiên nữ có những cái bộ phim mà để cuộc đời đức phật đó khi ngài chứng quả đó quá thành tiên nữ để để gạt ngài nhưng mà ngài biết được thì ngài vượt qua được dùng trí tuệ thần thông của ngài ngài biết được thì đó là yêu nữ yêu nữ là cũng ma dương ha thì ma phật ở đâu ma ở đó mà phật cao một thước mà ma cao một trượng luôn bởi vì ma nó quậy hoài hả bị phật có người còn ma nó nhiều quá nó quậy hoài nhưng mà cuối cùng quậy thì quậy phật là phật ma là ma cái gì rõ đi bây giờ không có làm sao mà lai chuyển được cổng sư minh tệ không lai chuyển được thì bây giờ ta nói tôi nói như vậy thì chắc là ông sư minh tệ cũng là phật đó ha? phật Này, ai gì là phật thì con cũng rất là cảm ơn uh, sư bá hôm nay đã giải uh, cho mọi người nghe cái đề uh, về cô uh, Nguyễn Phương Hằng ừ. thì uh, cái thời lượng chương trình thì nói chung ra nó cũng không còn nhiều thì hôm ừ. nay uh, thì con cũng mong sư bá cuối lời uh, thì nói những cái lời nào để cho mọi người biết mà tu tập để uh, tu sửa trong cái thời kỳ này uh, sư bá ừ. nếu mà chia sẻ với quý vị thì uh mình nói vài câu này cũng trong lời Phật nói ra là bớt nghe, bớt nói, bớt nhịn để tâm thanh tịnh cho mình bình an. Đó là một cái. Cái thứ hai là nếu chúng ta mà cảm thấy mà trong lòng chúng ta còn tham sân si, chúng ta nên dẹp bỏ đi. Cố gắng không vậy? Cố gắng dẹp bỏ đi cái tham sân si thì nó sẽ sẽ được những cái an vui những cái hạnh phúc hả mà mình nóng giận thì nó hại gan hại thận mình tức mình chửi người ta thì cuối cùng người ta đâu có gì đâu mà mình giận mình tức tối mình ngủ cũng được tôi nói ví dụ quýnh một bàn cờ tướng nói ví dụ nha một bàn cờ tướng nếu cái người quýnh thắng á thì ta ngon lắm nhưng người quýnh thua tức tức về có ngủ cũng được nó giận hờn nó ganh ghét rồi nó sanh nó bệnh hoạn ốm đau hay là mình với người đó hai người cự lộn với nhau mà cái người ta thanh thản nhẹ nhàng còn quay qua lại thì thì cuối cùng quay lại là 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 mình gánh hết cái chuyện mà giận hờn ganh ghét rồi bệnh hoạn ốm đau là do mình thì bây giờ ông con ông phật với, với, với ma dương ma dương cũng quậy có phá gì nữa ông phật cũng là ông phật ma dương không có được gì hết quý vị coi cái tuồng cây lương trong ba miền ba màn cái màn thứ nhất là uh, tất cả đều chào khán giả uh, trung với định là đều khán chào khán giả màn thứ hai thì trung với định đấu nhau nhưng mà màn thứ ba là còn còn cơ hiền không à còn trung không định mất hết thì mai dương cũng vậy đó từ từ mất hết mất dài dài bây giờ hồi đó giờ quý vị kiếm cái vị mai dương nào mà sống được hai ngàn mấy trăm năm không? tồn tại hai ngàn mấy trăm năm không nhưng đức thích ca là cái 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 tên của ngài cái tiếng của ngài là được hai năm mỗi trong năm nó tồn tại thì mình cứ nghĩ kỹ là ma dương không phá được Phật đó nha rồi A Di Đà Phật. Dạ. Thì uh, cuối lại thì con cũng chúc cho sư bá được nhiều sức khỏe. Thì uh, mọi người vị khán giả uh, thì uh, nếu mà thấy cái chương trình hữu ích uh, thì uh, nếu mà đồng tình với sư bá thì hãy để lại một lời uh, nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật con. Dạ. Kết thúc chương trình. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô bổn sư thích ca nhân môn thì phật nam mô bổ sơn kỳ hương phật à, trước khi à, dứt thì cũng xin chia sẻ cho quý vị bốn câu này mà thời này là đang hình thành là à, bốn câu của bổ sơn kỳ hương ừ. bổ ngọc giảng lai rõ đạo mộc sơn tầm hạnh thích nẻo cao sâu kỳ giả thức tâm tầm đạo lý hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu cái bổ này là bổ báo giống như kim cương vậy đó bổ báo mà ở mà đem tới đâu thì nó sáng tới đó đem tới đâu thì nó sáng tới đó thì bản lai mà là đem tới đâu sáng tới đó thì thầy minh Tuệ đó giống như một viên kim cương mà viên kim cương đó là sao thầy đi tới đâu là sáng tới đó đi tới đâu mọi người buông là đến đến tới đó đánh lại tới đó thì rõ cái đạo mà mà sư minh tuệ tu á, là cái đạo của sư tụ màu quá màu nhiệm tu quá màu nhiệm được là mới rõ cái đạo màu là màu nhiệm sơn tành tầm, tầm hạnh thích nẻo cao sâu là sư minh tệ vô núi ẩn tu là phải là sơn không mà ngài tầm hiểu tìm hiểu trở về với chính mình với chủ nhân ông của chính mình là của sư minh tệ là phật tánh của chính chính sư minh tệ là sơn tầm rồi hạnh là phải đức hạnh thích là cũng thích cao nẻo cao sâu là cao sâu quyền bí của gì thấy không kỳ giả là thời kỳ này thời kỳ trước là kỳ giả là là, là Phật Thầy Tây An Là Ngài không sinh Phật Nhưng mà tôn thành giả Là coi như là thế gian này Tôn Ngài thành Phật Và được gọi là Phật Thầy Tây An Thì bây giờ Sư Minh Tệ cũng vậy Kỳ giả là thời kỳ này Là mọi người dân tôn Sư Minh Tệ lên Nói thành Phật Kỳ giả là thức tâm Bây giờ thức tâm đi tầm cái đạo Mà cái đạo có lý mới được à. Có ý chí có lý Đạo lý Hương tuyệt đăng lui bãi phục cầu là cái hương này là hương thơm hương thơm tuyệt đỉnh mà đăng lui này là đăng giống như trăng rằm thì nó sáng mà trăng ba mươi thì nó tối nhưng mà trăng ba mươi tối nhưng vẫn sáng là đăng lui bãi phục cầu là giờ này đừng phục cầu đừng gì. trở về chính mình nam mô a di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bửu sơn kỳ hương phật thì quý vị sẽ cảm nhận được cảm thấy được như thế nào đó là ai ăn nấy no ai tu nấy đắc nam mô a di đà phật